Người ta nói câu tham thì tham, nhưng con người ai cũng có cái lòng tham vọng hết á. Nhưng chúng ta tham vọng làm sao mà tham vọng cho nó lớn. Đừng có tham vọng cái nhỏ nhen ở cuộc đời này, nó còn nhỏ bé quá. Tại sao chúng ta không mở rộng cái phạm vi tham vọng của mình là ở thế giới cực lạc đó quý vị? Đúng không? Tham vọng ở thế giới cực lạc á. Chứ ở đây mà tham vọng cuối cùng được cái gì? Khi một hơi thở thở ra không hít vào cái gì chúng ta cầm theo. Quý vị coi, vị tính cho cuộc đời mình đi. Cho năm 20 tuổi vị biết cuộc đời đó. Vị lam lũ làm ăn, quý vị có khi mấy chục năm chưa thành đạt nữa. Bây giờ có những người thành đạt nằm tầm 40 mấy 50 tuổi. Rồi bắt đầu là lo cho sự nghiệp, thời gian đâu hưởng thụ. Đến khi nói rằng già, yếu thì lúc đó mới hưởng thụ. Sao suy nghĩ khôn ghê. Già yếu lấy gì hưởng thụ. Mỗi ngày lo cho cái căn bệnh dê dẳng bên cạnh mình, lấy đâu để thời gian hưởng thụ. Nên quý vị coi, rất là nhiều người suy nghĩ sai quý vị. Thời gian mà đi làm ăn rồi có sự nghiệp là mất cái thời gian mấy chục năm. Rồi cứ cho mình hy vọng rằng là khi già nghỉ ngơi. Nhưng già rồi bắt đầu tiếp tục lo cho con cháu, chia chác của cải con cháu không vừa lòng không vừa ý. Rồi cuối cùng chúng ta tới bệnh đau thì lo dè dặn cái chuyện bệnh đau, lo uống thuốc, lo trị bệnh. Còn tâm trí đâu mà hưởng thụ cái tiền bạc vật chất. Nên cái người học Phật mà hiểu biết á, thì cái sự hưởng thụ quý vị đặc biệt dữ lắm. Nó, quý vị sẽ luôn luôn á, kéo tần số cao lên. Đúng không? Tôi bây giờ tôi không có xài điện thoại mà tôi xài đường dây không không có không. Đúng không? Gọi người được nhưng người gọi tôi không được. Xài cái điện thoại vậy mới xịn xò chứ, coi nè. Chưa? Đó. Tôi xài điện thoại một nút rồi. Đi coi nè. Gì không? Thấy chưa? Nghe gì chưa? Đó, thấy chưa? Quá xịn xò. Tắt liền, thấy chưa? Giờ tôi đang ngồi nói chuyện đây nè, mà tôi gọi bên Đại Tùng Lâm nè. Ờ, thầy Dương Quang hả? Dương Quang cái đó sinh hoạt chưa? Ừ, tổ chức cho cái cụ vui vẻ nghe không? Rồi chú cụ vui vẻ, ai với Đạo Phật chưa? Ghê chưa? Đó. Ta sống vô cái thời đại 4.0 mà quý vị nghĩ. Hiểu không? Kinh lắm. Nó nên mỗi ngày cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Niềm vui. Niềm vui thì sống tốt à. Người có niềm vui thì tự nhiên sống tốt à. Vậy thì có người học đạo, có người nghe đạo, hưởng thụ quý vị là giây phút nào? Giây phút nào? Giây phút này. Không có chờ ngày mai quý vị. Ngày mai ta biết có còn hay không. Con người thường nghĩ tới cái ngày mai, mà ngày mai biết mình có còn hay không quý vị. Đúng quý vị. Có cái bà kia mới gặp như Đức mới nói: dạ thưa thầy, con đến chùa mà mấy ngày nay cái hàm bị mỏi. Hỏi lý do. Bà nói không có lý do chứ, em cười nhiều thôi. Thấy không? Lúc không cười được thì cũng cần muốn cười. Mà khi cười nhiều quá thì hàm bị mỏi. Thấy không? Vì thấy trong cái cõi đời này chưa? Phải vui là giả, khổ là thật không? Đó. Bây giờ sanh con nó tí tí bồng ẩm rồi
ngon lành đó. Vậy đó mà lớn lên chút nói khi không nghe, mặt kinh kinh lại đó. Nhỏ xíu xíu nhịn mặt thấy ghét ghê chưa. Nhưng mà lớn lên chút là kinh. Có phước thì có phần, còn không có phước thì không có phần. Quý vị ở đây có nhiều đứa con đó. Đó, thấy chưa? Mặt dễ thương nghe không? Nít đúng là nó ngây thơ quý vị. Nghe quý vị. Cái chi mình mà cái mặt vậy ai ghét được. Ôi giờ cái tướng mình gì mà cái mặt gì chắc người ta nghĩ đây gọi là trẻ em gì kỳ cục. Hiểu không? Trẻ em lạ kỳ quý vị không chẳng không? Nó nên là hình như trùng tên Nhận Đức phải không? À, tên Hiền á nghe. À, từ nơi đó mà em bé dễ chịu quý vị ơi. Thấy dễ rõ ràng đúng không quý vị? Nhỏ xíu xíu mà ngồi chơi đồ bình thường không có khóc. Đây là cũng đặc biệt á. Mà không khóc thì mới dễ thương nghe. Khóc là tôi cho đi ra ngoài đường ở á. Thấy không? Đừng có nói người ta không biết nghe. Người ta biết hết chân đó. Biết hết á. Không phải chuyện giỡn đâu nghe. Cả nói không được thôi. Chứ khen người ta đồ người ta phái lắm á. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình quý vị, quý vị nghe Phật Pháp á, vị cảm nhận được một lối sống hạnh phúc đặc biệt của hiện tại. Chứ đừng bao giờ nghĩ những cái hạnh phúc xa vời. Hãy nghĩ cái hạnh phúc hiện tại mà mình đang có nè. Nhìn cao quá thì mình không bằng ai, chứ mình nhìn thấp thấp thì bây giờ hiện tại có nhiều người cũng không bằng mình rồi đó. Như ngày mai mùng 6 là cũng nhiều nơi người ta khai trương rồi đúng không quý vị? Khai trương nhiều phải không? Đó. Quý vị thấy không? Chúng ta mà vô chùa ăn Tết là khai trương rồi đó. Khai trương niệm Phật. Chùa chúng ta không có lấy ngày khai trương chứ. Tại vì quanh năm suốt tháng ngày nào cũng là ngày đẹp của mình hết chứ. Vì niệm Phật là ngày đẹp của mình đó quý vị. Đúng không? Đó. Rồi ngày nào mình cười là ngày đó là ngày tốt của mình. Còn ngày nào mà cái mặt nhăn nhăn là ngày xấu á. Bây giờ quý vị lấy cái ngày tốt để mà quý vị khai trương á, là ngày gì? Là cái ngày quý vị đang đứng cười là ngày khai trương. Bây giờ cầu chờ khẳng Phật gì cũng không bằng cầu quý vị cười đâu. Tại vì vị cười á là chờ Phật đều thấy đó là điều tốt. Đúng không? Vậy thì chúng ta cười lên cái coi. Thấy chưa? Vậy thấy ngày này tốt chưa? Quá tốt. Có nhiều người ta nói mùng 5 sao khai trương. Vậy thì nhiều người cũng khai trương mùng 6, mùng tốt, mùng 9 đâu. Nhưng mà tại sao buôn bán vẫn ế ẩm? Ai cũng lựa ngày tốt không à. Rồi có nhiều người có tiền thì lại tìm cái mảnh đất phong thủy tốt để chôn ông bà tổ tiên, đặng con cháu làm ăn phát đạt. Nhưng mà thấy sao con cháu nó lụng bại, nó có phát đạt gì đâu. Nhận Đức nói với vị nghe, có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Đã không có phước phần rồi, có chọn chỗ tốt cũng xấu bạn ư. Đúng không? Nên quý vị hãy sống làm sao bằng cả trái tim á. Sống nhiệt tình bằng cả trái tim đi. Đúng không? Nó Tết nhất người ta vô chùa ăn Tết nhiệt tình lo cho người ta. Rồi suy nghĩ những chuyện lợi ích cho người ta. Mừng thọ chuẩn bị 4.000 cái máy nghe Pháp. Bốn ngàn cái khăn. Cái khăn bự gấp đôi cái khăn này. Bây giờ hổm là định cái khăn này là mừng thọ này mà mừng quý vị trước rồi đó. Tại khăn này nhỏ quá nên đặt 4.000 cái khăn khác. Bự hơn. Dày hơn.
xịn sò hơn luôn. Mà quý vị thấy tổ chức chương trình vậy có lãnh lương gì không? Lương gì đâu, lãnh lương ai? 70 tuổi đổ lên lãnh lương ai giờ? Thấy không? 4.000 cái máy nghe pháp. Một cái máy nghe pháp đó giá chót cũng là 200.000 đi. Quý vị thấy không? Một cái số tiền ở giỡn đâu. Ý muốn nói cho quý vị nghe cái gì? Ý muốn nói cho quý vị nghe là cuộc đời con người muốn tốt thì chúng ta phải làm việc tốt. Giờ muốn tốt mà làm việc xấu sao mà tốt quý vị? Bây giờ quý vị coi giờ trong chùa mình người nào mặt cũng sáng sủa. Ai mà mặt đen thui là do không có cười đó. Có cái bà đó vô chùa mình ở 1 tháng. Bà đẹp, thiệt là đẹp luôn. Bà về bà sống với chồng bà có 3 ngày sau mặt bà đen thui thù lùi. Bà nói công nhận gì đâu mà xài năng lượng mau thấy ghê thầy. Vô đây tích tụ 1 tháng, về có 3 ngày tao không cười một nụ cười nào hết. Mà có cười chăng nữa cũng cười gán cười gượng. Cuối cùng 3 ngày sau hết năng lượng mặt đen thui. Có cái cô kia mới vô chùa mình con mắt bà quằn vậy nè quý vị. Quằn vậy nè. Đen thui thù lùi quằn vậy nè. Vậy mà phải vô chùa mình đã tu. Cái quằn mắt tiêu. Mắt cái quằn luôn. Bà chở về nhà bà quằn lại. Kinh chưa? Đó. Nên cái già Phật tử chùa mình mà quay phim lên á, tàn ô. Mấy cái ông châu Phi cũng chách lưỡi hít hà. Để họ không có cái ông châu Phi ông về Việt Nam. Ông đến ngay chùa Pháp. Ông xin gặp bà cụ 82 tuổi chùa mình. Mà bà cụ 82 tuổi đó mà ông thấy bà cụ quá đẹp. Thì bị kỹ thì mấy cô trong chùa mình cỡ nào chưa? Ngày nay nè, bây giờ bữa nay nè cũng cặp cặp nó chạy qua đường nheo nhóc nè. Hoa đồ ngoài nó bán đầy ngoài kìa. Mà năm nay á chắc cũng nhiều thằng mà có bồ đồ nó cũng nói với bồ: em thờ thế kinh tế khó khăn, năm ngoái đi làm có tiền mua cho em bó hoa, năm nay làm ăn khó khăn quá, nãy anh đi ngang thấy có cái bông súng mọc lên ghé xe lại dối vô mà té chầy tay luôn nè, té chầy tay ngắt được cái bông súng tặng cho em. Tuy là cái bông súng này nó không bự như bó hoa năm ngoái, nhưng đây là lấy máu của anh tưới lên bông súng để tặng em. Nghe cái cảm động quá chẹt luôn quý vị. Còn dữ dằn hơn bó hoa năm ngoái nữa thấy chưa. Nên mình tặng đồ mình cũng phải có lời nói gì, nó vừa đỡ tốn kém mà vừa có ăn tình. Nó vẫn là đặc biệt quý vị. Chứ đâu phải là đem kim cương hột sò mà lấy lòng được người ta đâu. Có lấy lòng đi chăng nữa cũng là tiền bạc chứ không phải là từ tâm. Thấy không? Khéo léo đi ngang, hái con cọng bông súng thôi. Bông súng thôi mà cuối cùng mà nói là lấy máu chăng lên bông súng để tặng em thì cỡ nào chưa? À, gọi là tình yêu này gọi là tình yêu có máu đó. Hiểu không? Nên thằng nào mà dám chọc ghẹo em là cái như là chết với anh. Không mà giờ này cũng dữ lắm quý vị, nó chạy xe tung tăng ngoài đường á. Kẻ có đôi có cặp thì vui, có tình nhân sau lưng, ghé rồi tung tăng rồi chơi chỗ này chỗ nọ. Còn người không có đôi có cặp thì cũng cô đơn quạnh quẻ, ngồi ở một cái góc phố nào buồn tẻ, buồn hiu hắt. Hiểu không? Nên những đức nói rằng mấy cô mấy chú vô chùa tu là yên tâm. Tôi có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu lặng cả non sông. Cái tình yêu dữ dằn chưa? Tình yêu mà trang chứa trong vàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng mà muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xây chịu, hướng về phục vụ cho nhân loại, sẽ gặp tình anh trong khối yêu. Tôi đã đa mang một mối tình, dường như thời hải với sông Minh. Tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp buôn loài lặng chung sinh. Không, mình đem cái tình yêu đó mình đến với nhau thì mình đâu có bị đau khổ quý vị, đâu có bị hụt hẳn, đâu có bị bỏ rơi. Vì sao tình yêu của mình bị bỏ rơi quý vị biết hay không? Vì tình yêu quý vị có một đối tượng cá nhân. Nên khi đối tượng cá nhân bỏ mình thì mình bị hụt hẳn. Đúng quý vị? Ừ. Còn bây giờ mình đem tình yêu cho khắp muôn loài lẫn chúng sanh thì mình làm gì bị hụt hẳn với một đối tượng. Nên nhiều người bị thất tình là vì họ có tình yêu cá nhân. Nếu yêu bao la rộng rãi thì làm gì có cái chuyện thất tình. Chúng ta lúc nào cũng dư dả tình cảm. Thấy không? Nó những đức nói quý vị chỉ cần đem tình yêu quý vị hãy trao chọn cho Phật đi, thì quý vị sẽ không bao giờ bị Phật bỏ rơi quý vị đâu. Phật sẽ không bao giờ nói những lời ngọt dịu, những lời hoa mỹ, nhưng Phật lại không bỏ rơi chúng ta. Nhưng mà một thằng con trai ở cuộc đời này nó muốn lấy lòng mình thì nó nói bao nhiêu lời ngon, bao nhiêu lời ngọt, cuối cùng nó chiếm đoạt được mình nó bỏ luôn. Chứ sao quý vị? Phải không? Quá phải luôn à. Thấy không? Nó nên nó muốn ăn thì nó lăn vô bếp. Nó lăn vô bếp nó ăn xong nó chạy mất tiêu. Đó, thấy chưa? Nên từ nào đó chúng ta trao chọn tình yêu của mình cho Phật A Di Đà. Đó là điều bình an và hạnh phúc nhất. Thấy không? Quý vị thấy mỗi một cái buổi giảng như Đức nó có tư tưởng nha quý vị. Nghe không? Nó có tư tưởng. Nên ai mà trong cái cuộc đời này mà đang mệt mỏi rồi đó, đang bệnh hoạn, đang mệt mỏi rồi đó, hãy phấn chấn lên. Với cái cuộc đời này chúng ta sống, chúng ta phải luôn luôn phấn chấn lên. Không, phấn chấn lên. Tôi ho tôi cũng phấn chấn lên. Nói quý vị, con người bệnh thì bệnh chứ đừng bao giờ thấy mình hết năng lượng. Luôn luôn phấn chấn lên nghe. Ừ. Bữa đó mà những đứa bệnh mà những đứa ho, những đứa yếu quý vị. Những đứa bước ra lan can, những đứa đứng, những đứa quay cái tay. Quay vòng 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 vòng. Quay xong đứa làm nè. Xong lấy đầu làm nè. Bẻ gớp 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 đầu. Tiếng chi phấn chắc lên, không có được yếu ớt. Nhìn vô tấm gương gặp cặp mắt của mình thì những đứa nói mắt phấn chắc lên con. Chụp lia chụp lịa. Đó. Xong mệt quá con mắt nó vẫn khờ. Những đứa lấy cái tay đứa làm nè. Xong những đứa quay ra làm nè. Tự nhiên mắt như Đức làm nè. Gọi lanh luôn quý vị. Nó có cách quý vị ơi. Đủ cách hết trơn á. Quý vị thấy chưa? Nên vị thấy những Đức bệnh đau lúc nào cũng phán trắng đó không? Nó. Người như vậy thì mới thành đạt. Đúng không? Quý vị lúc nào cũng vui vẻ an lạc là quý vị thành đạt chắc chắn. Có ông thầy đó ông nói: ủa thầy giảng cái gì mà vỗ tay hoài vậy?
Nhưng Đức nói tôi giảng không phải hay, mà do gì họ vỗ tay để đừng ngủ gục. Vậy thôi. Quá đặc biệt luôn. Với thêm cái nữa là phương pháp vỗ tay là một phương pháp giúp cho máu huyết lưu thông. Vỗ tay giúp cho máu huyết lưu thông và tim mạch điều hòa. Bạn vỗ tay có một cái hiệu ứng đẹp, đó là gì? Giúp cho tình thương mến thương giữa con người đến với con người càng gần gũi. Thêm cái nữa vô cùng lợi ích là những người ngồi xung quanh bạn sẽ tự nhiên phấn chấn lên. Đúng không? Tôi không có giảng hay, mà họ đang làm việc đó cho họ đấy. Đúng không? Điều đó đúng rồi. Quý vị coi, khi quý vị mà nghe pháp mà bị vỗ tay, bị vui, bị cười nghe, mặt bị rất đẹp. Rất đẹp. Còn ai không vui cười mặt xanh lè. Một là xanh lè, hai đen thui. Còn cái người vỗ tay vui vẻ mặt hồng lên. Vì sao? Vì khi bị vỗ tay vui vẻ máu sẽ bơm lên não. Chưa? Bộ não chúng ta là một cơ quan chính nhất, một đầu não chính nhất để điều khiển tất cả cơ quan trong cơ thể chúng ta đi làm việc. Nếu như mà cái não mà đã mệt mỏi rồi thì tất cả các cơ quan khác sẽ bị chết đứng hết. Hiểu chưa? Giống như Đức ở đây mà không có năng lượng thì chùa này cũng như hết hơi. Thưa quý vị, chúng ta là người có năng lực bơm hơi. Hiểu không? Hồi sáng gặp cái bà đó, bà gặp Nhân Đức, bà nói giờ đưa thầy con buồn quá. Nhân Đức nói bây giờ tôi không muốn nói nữa nhiều với bà. Bà hãy chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì thầy? Bơm hơi chứ làm gì? Sao kỳ vậy thầy? Nói bà buồn là gì? Lý do gì bà biết hay không? Dạ không, hết năng lượng. Bà biết tôi bơm cái môn đó là cái gì bà biết không? Tôi bơm năng lượng cho bà đó. Bà cười lên, bà cười lên quý vị. Đó, Nhân Đức nói rõ ràng đây là hiệu ứng. Đi truyền năng lượng cho bà mà. Đó, nên nó từ nơi đó. Bà nói, ồ vậy hay quá ta. Cười cái là truyền năng lượng của thầy, đúng rồi, cười là truyền năng lượng. Xong cái đầu dịu, bà nói vậy thì thầy truyền con miếng nữa coi. Xong Nhân Đức lấy cây này nè, để vô cái dây bà ấy làm nè, bụp 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 bụp. Xong bà nhột quá, bà cười lên cái, nói bà thấy năng lượng chưa? Đó, năng lượng. Bà ngồi, bà đứng bà coi nè nghe. Tôi mà bấm cái là bà có năng lượng hay không là biết liền. Nếu tôi bấm cái mà bà điều Phật nó niệm thì có năng lượng. Mà tôi bấm cái mà nó không niệm là bà thiếu năng lượng. Bà coi, bà sẽ biết bà có năng lượng hay không, kiểm tra qua máy niệm Phật. Thì bà đứng ngay chỗ này. Cuối cùng mình bấm cái máy này bạn niệm mà nó ô vậy con có năng lượng thầy. Nó bây giờ tôi bấm lại cái nữa, nếu mà máy này bạn nó tắt là năng lượng bà đủ. Còn nếu bấm mà máy này bạn nó vẫn không tắt là năng lượng bà thiếu. Bà nghe nè, bấm cái nó tắt mà nó ô vậy con đủ năng lượng rồi. Cuối cùng mà đi bye bye với vui vẻ, nó vậy là năng lượng mình đầy đủ quá rồi. Thấy chưa? Một phương tiện độ sanh. Bà vui vẻ năng lượng mới đầy đủ liền. Mà nãy bà gặp mình bà buồn hiu tự nhiên hết năng lượng. Vậy thì khuyên quý vị, người mà tích tụ nguồn năng lượng cao nhất là gì? Nụ cười. Hiểu không? Nụ cười là năng lượng đầy đủ nhất. Nên ai ngồi ở đây mà đang mệt mỏi là người đó thiếu năng lượng á. Ở đây là một cái tư tưởng tích cực quý vị ơi. Một tư tưởng tích cực. Như nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng, ông nói cái nơi mà người ta đang đấu tranh là nơi đó nguồn, cái nguồn năng lượng bị tiêu cực. Nó phá hủy hết những cái mà từ trường tốt. Thấy chưa?
Còn bây giờ ở đây bao nhiêu con người đang hướng thiện, vui vẻ này, thì cái nguồn năng lượng này tích cực lắm quý vị. Ngồi ở trong đây cũng hít thở được không khí năng lượng tích cực. Bởi vì quý vị nói nghe, cái chai C2 ở đây nè, C2 này nè, cái chai C2 này á, nó không phải là cái chai C2 bình thường. Tại vì sao? Vì cái nơ nguồn năng lượng tích cực, chai C2 này, nước nó sẽ kết tinh hoàn toàn tốt. Đúng không? Từ cái bánh này nè, không? Từ cái hạt dưa này nè, từ cái bánh cuốn chấm đó đó, toàn là được kết tinh tốt hết. Nên một chút ăn là vét cho sạch. Nguồn năng lượng quá tích cực mà quý vị. Thế em bé lâu năm. Có đứa bé giờ siêu mấy tháng này con đứa mồm. Nên à, những đứa thấy cái lớp đạo làm con của mình bây giờ càng ngày em bé lâu năm nhiều. Không? Mà cũng hay quý vị, nó truyền tải Phật Pháp từ cha mẹ, rồi cha mẹ truyền tải Phật Pháp cho con. Nó hay hơn là truyền tải Phật Pháp cho con, mà con sao có khả năng truyền cho cha mẹ. Nít mà nói cha mẹ không nghe. Nên cha mẹ tiếp nhận được giáo dục thì mới lấy giáo dục truyền tải cho con là rất hay, rất phù hợp. Nên cái lớp đạo làm con của chúng ta càng ngày càng đông. Trung bình bây giờ mỗi tuần thứ bảy là khoảng 1,000 người. Nhiều loại em bé. Nhìn bé mấy tuổi nhìn tội nghiệp ghê kìa. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà người xưa nói á nha, nhân chi sơ tính bản thiện. Người ban sơ vốn là thiện. Giờ quý vị coi bé nhỏ xíu xiu vậy, tâm địa ác gì, nên nó hiện ra một gương mặt mình nhìn thấy thương liền đúng không? Nhưng mà những ngày tháng ở trong cái cõi trần này, nó càng ngày nó tăng trưởng cái tâm tham sân si. Khi mà nó tăng trưởng cái tâm tham sân si thì lúc đó con người mình á, cái gương mặt nó mới hiện lên tham sân si nặng nề. Chứ còn nhỏ gì nó đâu có gì đâu quý vị. Vốn là thiện hết thôi, không? Nên thường á, trong cái cuộc đời này á, do chúng ta gặp nhiều cái hơn thua đấu đá. Ban đầu cũng nhịn đó quý vị, nhưng mà nhịn giết rồi chịu không nổi, vớt luôn. Rồi lại gặp nhiều người ta nói vậy nè: mày thấy mày nhịn là mày ngu chưa? Mày bị ta đè đầu gỡ cổ mày nhịn hoài, mày thấy mày ngu chưa? Nó làm cho mình phải bốc lên cái tâm dữ dằn lên. Và cái phương hướng của tham sân si nó phát triển mạnh lên theo đó. Chứ nếu như mà nó giữ cái bản thiện đó thì mọi việc nó qua mau lắm. Nó qua rất là mau. Nó thí dụ như bây giờ cái chỗ ngồi của cái ghế, mình nói tùy duyên thì mình ngồi phía sau không à. Mà mấy cái người mà ta lanh tay lanh chân chút xíu thì ta có ngồi phía trước. Ban đầu thì cũng thật sự mà nói thì cũng không có muốn đụng chạm gì đâu quý vị. Nhưng mà giết rồi nói bây giờ phải nhanh nhẹn thôi. Nên những đức từng giảng bài giảng mà tùy duyên nhưng phải phan duyên. Nhưng phan duyên mà đã không được rồi thì quay lại tùy duyên. Đúng không? Cái câu này nó phù hợp nhân sinh lắm nghe quý vị. Tùy duyên nhưng phan duyên. Phan duyên không được thì tùy duyên. Cái câu này nó rất phù hợp nhân sinh.
gọi là tiến lùi. Có cơ duyên thì tiến, không có nhân duyên thì lùi. Nghe không? Mà mình lùi lại cũng chưa chắc là lùi, mình chờ cơ hội để mình tiến. Nghe không? Hồi xưa quý vị thấy mà Việt Nam mình đánh chặn không? Giặc tràn qua Việt Nam, nhà không giường trống. Nghe không? Không còn gì chứ, chạy vô trong rừng trốn. Giờ tới nào ăn hết lương thực, chạy ra đánh nó dược, chạy về nước khác. Thấy chưa? Đánh bao nhiêu trận thắng thì thấy chưa? Tại vì sao? Nếu đối đầu thẳng thì mình chơi không lợi. Nó lùi lại mà cũng chưa chắc là hàng. Chờ cơ hội để tiến công. À. Thì trong cuộc đời này chúng ta sống nguy rang vậy đó quý vị ơi. Có những cái tiến cũng chưa chắc là tiến, có những cái lùi cũng chưa chắc là lùi. Nên chúng ta mới nói là tùy duyên nhưng phan duyên. Phan duyên rồi mà vẫn không được thì thôi tùy duyên. Trong hoàn cảnh nào mình cũng thấy mình tự tại không quý vị? Quý vị nhớ kỹ là như Đức nói nghe, trong cuộc đời này quý vị đừng bao giờ thất vọng ai hết á. Quý vị có cái thất vọng người ta là vì sẽ có sự đau khổ. Đừng có nên đi thất vọng người khác. Vì cái nhân duyên người ta đến với mình tốt là do nhân mình đã gieo tốt, thì bây giờ người ta đến với mình tốt. Nhưng đến lúc người ta đến với mình xấu là do gì? Đến lúc mình đã gieo nhân xấu thì quả xấu chỗ lúc này. Nên mỗi một người chúng ta đến với cuộc đời này, quý vị nhớ kỹ là chúng ta đừng bao giờ thất vọng ai. Quý vị sẽ không bao giờ bị ngã gục nếu như quý vị tự tin vào chính mình. Nếu như cuộc đời quý vị luôn luôn đứng vai trò không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình, thì quý vị sẽ không khổ. Bây giờ quý vị sợ người ta bỏ gì bây giờ? Người ta muốn bỏ thì người ta bỏ thôi. Người ta có quyền thương mình và người ta có quyền bỏ mình. Người ta có quyền đến với mình và người ta có quyền ra đi. Cái đó là cái quyền tự do của người ta. Nên chúng ta phải luôn luôn biết thương mình. Người như vậy thì sẽ là người không có khổ đau. Bạn có thể đến chơi với tôi và bạn có thể không chơi với tôi. Đúng quý vị? Khi người ta đến người ta chơi với mình, người ta thấy cái lúc này người ta chơi với mình là người ta thích. Nhưng cái duyên, thuận duyên nó đã hết rồi thì đến lúc người ta thấy chơi với mình, người ta thấy ghét. Người ta lại nhìn người kia, người ta thấy thích, nên người ta chơi với người kia. Chúng ta đừng bao giờ đặt câu tại sao quý vị. Đúng không? Đừng có đặt câu tại sao. Có những người người ta rất nhiều bạn, nhưng đến một ngày nào người ta cảm thấy người ta bị cô đơn. Có khi bạn càng nhiều càng bị bỏ rơi nhiều. Còn chúng ta tuy không có người bạn nào, nhưng chúng ta luôn luôn biết thương mình. Mà người biết thương mình là người khôn nhất. Người biết thương mình là người luôn luôn giữ được trạng thái của mình. Người mà luôn luôn nghĩ về người khác mà không biết thương mình, mình thường bị những cảm giác, cảm xúc của người khác xây chuyển mình. Nên chúng ta phải luôn luôn duy trì cái cảm giác, cảm xúc của mình. Còn người ta có quyền của người ta. Mình đừng bao giờ để người ta đặt để mình vào cái chỗ vui hay buồn. Mà chúng ta có quyền vui và có quyền buồn. Đúng không? Đây mới là cái đặc sắc nè. Nên á, sống trong một cái xã hội mà độc lập và tự do, thì con người chúng ta phải có cái sự tự do của nội tâm. Cái tự do của nội tâm là hay nhất đó quý vị. Sống trong mọi một cương vị nào, chúng ta nên làm tròn trách nhiệm của cương vị nấy. Nên nhà Đức từng nói một câu rằng: chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Cái chọn hết bổn phận mình thôi quý vị. Hiểu không? Thí dụ như giờ công việc của những Đức, mình rất là thích cái chuyện nuôi người già quý vị, và nuôi con người. Bây giờ nếu mà bao nhiêu ngôi chùa nhà Đức nuôi người già, nhà Đức cũng nuôi chứ.
Bao nhiêu người như Đức cũng nuôi chứ nghe. Chỉ cần người già đó đi được, thấy được, đi ăn cơm, đi tắm được, mà vô chịu niệm Phật là như Đức nhận nuôi hết. Thấy không? Nói rõ ràng nghe quý vị, chứ không phải là đem ăn ca kinh vô nghe. Nói rõ ràng đó. Thì mình nuôi hết. Nhưng nếu một ngày nào người ta không cho mình nuôi thì cái chuyện đó người ta tự xử lý đi. Tại vì chính bản thân mình phát tâm nuôi, mà người ta không cho mình nuôi nữa thì quý vị tự nuôi. Hiểu không quý vị? Rất tự tại. Quý vị biết rằng trong cuộc đời này có người ta khổ nhất là cái gì quý vị biết không? Khổ nhất đã leo lên rồi mà không chịu nhảy xuống. Cứ thường leo lên mà cứ nghĩ rằng bản thân mình phải dùng mọi cách để ngồi trên đó. Không có đâu quý vị à. Trong cuộc đời này chúng ta leo lên được, chúng ta nhảy xuống được, chúng ta nhảy xuống được, chúng ta leo lên được. Lúc nào đủ duyên thì leo lên, mà hết duyên thì bước xuống. Hiểu không? Như vậy thì vô cùng tự tại quý vị. Đó. Thời gian lâu hay thời gian mau gì thì kệ nó, miễn có duyên thì leo lên, hết duyên thì bước xuống. Chứ đừng có bao giờ bước xuống mà cứ nghĩ ngợi những cái việc mà chúng ta đã từng đứng ở trên, cứ nghĩ ngợi những cái dư âm đó để làm mình đau khổ. Đừng có gì. Trong cuộc đời này có cái gì đâu mà tồn tại hoài đâu, mà chúng ta muốn giữ cái danh hoài. Trong cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại hoài hết quý vị. Mạng người cũng vô thường, danh cũng vô thường, vật chất cũng vô thường, cái gì cũng vô thường. Đã là cái gì nó cũng vô thường hết, thì bây giờ chúng ta đang sống ngày nay, đặc biệt gì tại sao chúng ta không trân quý ngày nay? Đúng không quý vị? Trân quý ngày nay đi. Cũng như đứa bé nhỏ này, nó cứ sống vậy thôi, người ta phải nuôi nó thôi. Còn nếu như quý vị không nuôi nó thì nó ra đi thôi. Hiểu không? Nhưng quý vị phải nuôi nó. Vì thì con người sống với cái cuộc đời này nó có điều có sự sinh tồn. Yên tâm đi, không đến nỗi nghèo đói mà chết đâu. Cái khổ nhất là tâm trạng quý vị buồn lo, chứ không có ai mà đói chết đâu quý vị à. Yên tâm đi, khi bị đói có người đem đồ ăn cho ăn à. Vì đó là vì sinh tồn mà. Thấy không? Nó ông trời có đức hiếu sinh. Chúng ta được sự quản lý của ông trời. Ông nhìn thấy rõ ràng nơi nào đói khát quá thì ông kêu người cầm đồ ăn đến cho ăn. Còn nếu như quý vị là người chân thật niệm Phật thì Phật A Di Đà sai người đem đồ ăn đến cho quý vị ăn. Yên tâm đi. Nên giữ được cái tâm trạng cho nó an lạc. Cũng như bữa đó mình tặng gạo cho người ta gần hết á, thì bữa nay bị vô kho kìa. Gạo mùa Tết này ăn còn dữ dằn mà tăng lên này kìa. Hết không? Không hết đúng không? Yên tâm đi, Phật đã dạy mà càng bố thí thì càng nhiều. Đừng có lo, cứ yên tâm mà chân thật làm việc này. Tin Phật đi, cứ chân thật mà tin Phật. Tin Phật phải tin đến mức triệt để, Phật không bỏ gì đâu. Phật để cho quý vị tả tơ tơ tả hết, rồi coi cái lòng tin quý vị cỡ nào. Thì lúc đó lòng tin đã kiên cố rồi, Phật mới ra tay. Thấy không? Còn mình mà mới còn cơn gió thổi ngang thôi là mình xanh mặt xanh mày hết rồi. Vậy mà tin Phật cái gì quý vị? Thấy không? Nó phải tin Phật, tin đến nơi đến chốn, tin chân thật, tin nhiệt tình. Ở đây mình làm nhiệt tình hết mình luôn đó quý vị. Hồi sáng mấy cô nói bánh trái còn ít quá thầy ơi. Nhưng đứa kêu điện lên thành phố kêu xe chở lên đi. Cả tháng giêng này ăn Tết mà quý vị nữa. Thấy không? Đó. Rồi
Hồi chiều này mấy cô cũng làm thêm số đồ ăn. Quá xịn sò không? Xịn sò không? Quá đặc biệt. Đúng không? Sáng mai cà phê tiếp tục. Chùa của mình nghe quý vị, ai gần chùa mình á, mà buôn bán cũng là tương đối làm giàu đó. Ừ, phải giỡn đâu nghe. Nhưng mà buôn bán cho đàng hoàng thì tồn tại lâu dài. Thấy chùa dễ quá mà làm không đúng gán chịu á. Cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó chứ nha. Cái tâm của mình như một cái ly nước, cái vị gấp gáp chế vào quá thì nó cũng đầy cái ly này, nó tràn ra. Thấy không? Còn nếu như khéo léo á, mở rộng cái ly ra, phan á chế vô mà mở rộng cái ly, phạm vi của cái ly mở rộng ra, thì lúc đó chúng ta chế từ từ nhưng nước á, nó hưởng được rất là nhiều. Quý vị thấy không? Tết nhất toàn là những đức đưa cho quý vị nguồn năng lượng tích cực không á, cả ngày luôn á. Đây là hạnh phúc lắm nghe quý vị. Quá hạnh phúc luôn phải không? À, quá đặc biệt. Thôi giờ chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Chúc vị an lạc nha. Quý tâm niệm Phật về cực lạc vị ơi. À, bây giờ chương trình chúng ta thay đổi chút xíu. Thấy không? Bữa nay là chương trình cho Phước Tịnh hát một bài hai bài vậy đó. Rồi bắt đầu bữa nay chúng ta đổi lại múa lăng chứng giữa. Cái cuối cùng là gì? Thập cẩm. Đổi lại quý vị. Thấy không? Là chương trình là các chị em được chơi chung. Người đi lên đây thì ở đây chơi, mà người ở dưới thì cũng đứng chơi được. Thập cẩm mà. Thấy không? Đó. Bây giờ mời Phước Tịnh lên hát bài hát coi. Ủa quên quý vị ơi, chưa ăn mà. Thôi quý vị ăn trước đi nghe. Rồi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng cái đi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, gọi vợ vị ấy nước đi, rồi mà những người nào sinh nhật lên đây. Những ngày người nào sinh nhật lên đây nghe. Chúng ta niệm Phật chút tí đi vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay một số người sinh nhật nên chúng ta niệm Phật, nghe pháp,
chúng ta nguyện hồi hướng cho người thân của mình, cha mẹ còn sống thì nguyện cha mẹ được bình an, cha mẹ đã mất thì chúng ta nguyện cầu siêu cho cha mẹ được siêu thoát nha. À, rồi quý vị nhận quà rồi chúng ta trở về chỗ ngồi quý vị. A Di Đà Phật.